Nếu em đang có tiền mà vẫn chưa biết Monic ở đâu, giá rẻ, uy tín, hoàn toàn tự động thì hãy lên ngay shop shopbcgaming.com, bán vàng, bán nick, hoàn toàn tự động, nạp tiền không trừ chiết khấu, chỉ mất 5 giây. Các bạn hãy lên ngay shopbcgaming.com để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất nhá. Ok, hello xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chúc các bạn có một ngày cuối tuần rất vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhá. Ngày hôm nay thì mình mới được một bạn. Từ ngày hôm qua anh em ạ, đêm hôm qua thì mình lại kể câu chuyện này cho anh em xem. Bạn ấy mở nhờ mình mở skin ấy. Thì trong thời gian mình mở skin ấy, mình có buồn ngủ anh em ạ. Lúc ấy khoảng 2 giờ đêm rồi. Mình treo con đệ tử thì lúc đấy là 149 triệu rồi. Và bây giờ thì không biết là nó lên 150 triệu hay chưa. Đây, nó đang đánh anh em ạ, vãi nồi thôi. Đừng đánh nữa, em xin anh, em xin anh đấy. Đừng. Ê, đây nó bị hết đậu thần rồi anh em ạ. Rồi cứ cho nó đi theo nhá, tí nó lại hồi đậu thần chết mất. Đi theo. Rồi, xong nó mà tung ra cái skin màu màu mà mình không cần ra thì nó lại váng hết cả đầu anh em ạ. Thế nên là bây giờ thì mình sẽ nói tiếp cho anh em xem. Và lúc này khoảng 2 giờ đêm thì mình đang treo đệ tử ấy, mình bảo là 149 triệu 700 thì mình sẽ dậy để mình mở máy tính lên để mình làm clip cho anh em xem. Thì úp lên 170 à 149 triệu bao nhiêu rồi ấy thì mình ngủ quên mất anh em ạ. Lúc ấy là đang ngồi xem phim nữa. Tức là xem phim thì vẫn cứ chạy thôi. Mà đến sáng luôn. Bây giờ 9 giờ sáng rồi. Bây giờ 9 giờ sáng rồi. Đây để mình cho anh em xem. Đó, giờ Việt Nam. Đây. Giờ Việt Nam. Và 9 giờ chủ nhật ngày 1 tháng 9, hôm nay là tháng mới luôn anh em ạ. Chúc anh em có một tháng mới thật là vui vẻ, phát tài phát lộc nhá. Rồi ok. Nói chung là rất là vắng đầu luôn anh em ạ. Mình sợ là nó ra skin rồi ấy, bởi vì là cái máy của mình ấy nó treo nó cũng khá được khá là lâu. Máy của mình nào con đừng nghịch ở đấy. Con hả? Nó khá là lâu ấy, treo máy của mình treo được khá là lâu, thế nên là cũng chẳng có biết là hiện là nó ra skin chưa, mình cũng chưa biết nhá. Vừa nãy là nó đấm đúng không, vừa nãy con đệ tử của mình nó hồi năng lượng ấy, nó đấm một hit thôi, mình cũng chưa biết là nó ra skin chưa, nhưng mà bây giờ mình sẽ cho anh em xem luôn. Nhưng mà mình hồi hộp lắm anh em ạ, tại vì là khách nhờ mở hộ ấy mà mình lại ngủ quên mất anh em ạ. Mình vẫn không sử dụng được cái thủ thuật cũ, bởi vì là mình mở mình toàn ra Kame thôi. Hôm nay không biết là ra cái chiêu gì nữa, mình về nhà đã anh em ạ. Về nhà nhá, về nhà cho nó bảo vệ đi. Bảo vệ từ ra đứng gần gần con này tí anh em ạ, cho nó đánh một con mộc nhân, sau đó thì mình sẽ cho nó ra skin gì thì kệ các mẹ nó luôn. Bảo vệ. Rồi. Đó, cho nó bảo vệ nhá, đánh hết con mộc kia này là nó sẽ trưởng anh em ạ. Và không biết là nó sẽ ra skin gì thì kệ thôi. Ơ. À hết đậu anh em ạ. Hết thể lực anh em ạ. Đấy, mình treo nó hết thể lực luôn mà. Mình treo nó đánh hết thể lực. Vai cả nồi anh em ạ. Cho nó 100.000 sức mạnh rồi. Thật nồi ạ, 100.000 sức mạnh luôn rồi. Mình treo quá lên tận 100.000 sức mạnh luôn. Và tại là X3 nó lên nhanh quá anh em ạ. Tại vì là X3 ấy, nó lên cực kỳ là nhanh luôn. Đấy. Mà ngủ quên anh em ạ, cay thực sự luôn. Buồn lắm anh em ơi. Hết nổi ạ. Sự cố mà. Ôi rồi ôi. Buồn quá anh em ạ. Thôi thì chắc là Masinko thì kệ thôi. Bạn nên mà mở skin bạn đừng không bảo là mở skin ra skin gì. Đấy. Thì đây. Thì cuối video thì anh em nào mà đầu tháng ấy mình quảng cáo một chút để mình kiếm thêm thu nhập anh em ạ. Nếu anh em có nhu cầu cần muốn link học dòng thì cứ lên shopbcgaming.com ủng hộ mình nhá. Shopbcgaming.com của mình có cả vòng quay link VIP này. Chỉ với giá là 50k thôi. Có cơ hội nhận ngay nick 40 tỷ này, nick 50 tỷ sức mạnh, nick ngẫu nhiên anh em ạ. Đấy, rất là nhiều các cái phần quà hấp dẫn luôn. Và rất là nhiều các bạn đã trúng nick 50 tỷ rồi nhá. Dịch vụ bán vàng thì mình chỉ bán x2k5 thôi anh em ạ. Đấy, nếu anh em ủng hộ mình thì cứ lên shop mình mua nhá. x2k5 thôi, bởi vì là chiết khấu thẻ hiện tại rất là thấp luôn, chiết khấu thẻ ấy. Ví dụ như anh em nạp 100k, anh em vẫn nhận được 100k đúng không? Nhưng mà mình chỉ nhận được 64k thôi. Mình chỉ nhận được 64k thôi, có hôm còn xuống 60k và 62k. Nhưng mà anh em nạp thẻ số của mình thì không trừ chiết khấu nhá. 100k thì anh em vẫn nhận được 100k thôi. Đấy.
100k thì em vẫn nhận bình thường 100k. Nick thì của mình hiện tại thì 5.400 thì bán được 5.400 rồi. Đấy, đây anh em có thể lấy shop của mình tham khảo nhá. Rất là nhiều nick 7 server cho anh em tham khảo luôn. Nếu mà ưng thì anh em mua hoặc nuôi dòng nhận quà. Còn 3 hộp thôi anh em ạ. Thử vận may 20k, thử vận may 100k, súng bắn quà này, máy gắp quà, cào thẻ may mắn và tìm kiếm nick hiếm thôi. Đây là những cái random ấy, những cái nick ngẫu nhiên ấy. Đấy, kiểu kiểu vậy. Thử vận may cho anh em chơi nếu mà anh em muốn chơi thôi. Hôm nay thì có top nạp thẻ thì hôm nay mới có một bạn nạp 20.000 thôi anh em ạ. Top nạp thẻ hôm nay mới được có 20.000 thôi. Và hôm nay là mùng 1 mà, kiểu như là mỗi một tháng ấy, cái top nạp thẻ của mình sẽ bị reset. Có nghĩa là nó sẽ về thành 0 đồng và phần thưởng sẽ trao lại cho tất cả bạn. Đấy, phần thưởng sẽ trao luôn cho các bạn nha. Trong tháng mới, đây, đã trao tháng 7 này. Tí nữa mình sẽ ghi đã trao tháng 8 luôn. Tí nữa mình sẽ phải cộng cho những anh em đã nạp tháng 8 nữa. Đấy, từ top 1 đến top 5 sẽ nhận được phần thưởng nhá. Ok, thôi clip mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Hôm nay là clip ngắn ngắn 5 phút thôi anh em ạ. Tại vì là một skin 2 cũng chẳng có gì ấy. Nên là thôi, bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye. Nếu anh em thấy video này hay nhớ để lại trên 1 like nhá. Bye bye anh em.